Sáng nay mùng 3 tháng 4, một trận động đất có độ lớn 7,4 độ Richter đã gây mất điện ở nhiều nơi ở thành phố Đài Bắc của Đài Loan, Trung Quốc và buộc chính quyền địa phương đưa ra cảnh báo sóng thần cho các đảo phía Nam Nhật Bản và Philippines. Một trận động đất lớn đã xảy ra gần bờ biển phía đông Đài Loan, Trung Quốc với cường độ 7,4 độ Richter, theo dữ liệu từ cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ. Tiếp theo đó là một dư chấn mạnh 6,5 độ Richter. Tâm chấn động đất nằm cách thành phố Hoa Liên khoảng 18 km về phía nam. Theo người phát ngôn của cơ quan quản lý thời tiết Đài Loan, Trung Quốc, đây là trận động đất mạnh nhất tác động đến hòn đảo này trong 25 năm qua. Theo cơ quan quản lý thời tiết Đài Loan, Trung Quốc, cảnh báo sóng thần đã được ban bố sau trận động đất xảy ra vào sáng thứ tư. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, cảnh báo sóng thần cũng được ban bố ở miền nam Nhật Bản với độ cao 9 feet. Thông tin ban đầu cho biết có một số người mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập ở Hoa Liên gần vùng tâm chấn. Theo cơ quan khí tượng Đài Loan, chấn tâm của trận động đất ở ngoài khơi phía đông của đảo Đài Loan, Trung Quốc. Đây là trận động đất lớn nhất tại hòn đảo này kể từ năm 1999, khi xảy ra trận động đất độ lớn 7,6 độ Richter, khiến gần 2.400 người thiệt mạng. Hiện chính quyền Đài Loan, Trung Quốc chưa nhận được báo cáo về thiệt hại do trận động đất này. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc cho biết, rung chấn từ trận động đất này có thể cảm nhận được ở các thành phố Thượng Hải, Phúc Châu, Hạ Môn, Tuyền Châu, Ninh Đức ở Trung Quốc đại lục. Philippines cũng đã đưa ra cảnh báo sóng thần sau trận động đất tại Đài Loan. Giờ 26 phút, thiệt hại được báo cáo ở Đài Loan sau trận động đất. Các báo cáo về thiệt hại sơ bộ đang xuất hiện sau trận động đất mạnh 7,4 độ Richter ở Đài Loan. Cơ quan quốc phòng Đài Loan, Trung Quốc cho biết những ngôi nhà bị nghiêng và thiệt hại đã được báo cáo ở huyện Hoa Liên. Đồng thời cho biết thêm rằng quân đội đã được điều động để cứu trợ thiên tai và giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời các trường học và nơi làm việc đã bị đình chỉ trong bối cảnh các dư chấn tiếp tục diễn ra. 9 giờ 27 phút, Japan Airlines cho biết các chuyến bay đến và đi khu vực Okinawa và Kagoshima của Nhật Bản đã bị đình chỉ. Japan Airlines cho biết tất cả các chuyến bay từ khu vực Okinawa và Kagoshima của Nhật Bản đã bị đình chỉ sau cảnh báo sóng thần trong khu vực. Các chuyến bay hướng đến khu vực có cảnh báo sóng thần đã bị quay trở lại. Sân bay Naha của Nhật Bản ở Okinawa đã chuyển hướng tất cả các chuyến bay. Người phát ngôn của sân bay nói với CNN rằng tất cả các chuyến bay đến sân bay Naha của Nhật Bản trên đảo Okinawa đã bị chuyển hướng sau khi có báo cáo về sóng thần. Tất cả nhân viên đã sơ tán lên tầng 3 đề phòng ảnh hưởng của sóng thần và cho biết thêm rằng không có sóng nào ập đến trong sân bay trong khung thời gian cảnh báo. 9 giờ 30 phút, cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết cảnh báo sóng thần ban hành cho các đảo Miyakojima và Okinawa ở Nhật Bản đã bị hạ cấp từ cảnh báo xuống khuyến cáo. Philippines ban hành cảnh báo sóng thần sau trận động đất ở Đài Loan, Trung Quốc và yêu cầu một số cư dân ven biển sơ tán. Theo Viện Núi Lửa và Địa chấn học của nước này, cảnh báo sóng thần đã được ban hành ở Philippines sau trận động đất mạnh 7,4 độ Richter ở Đài Loan, Trung Quốc. Các đợt đầu tiên được dự báo sẽ ập đến từ 8 giờ 33 phút sáng giờ địa phương cho đến 10 giờ 33 phút sáng thứ tư. Theo khuyến cáo, người dân ở các khu vực ven biển trên khắp các tỉnh thuộc nhóm quần đảo Batanes, Cagayan, Ilocos Norte và Isabela đã được khuyến cáo nghiêm túc nên sơ tán ngay lập tức đến những vùng đất cao hơn hoặc di chuyển sâu hơn vào đất liền. Chủ tàu thuyền ở các bến cảng, cửa sông hoặc vùng nước nông ven biển cũng được yêu cầu cố định thuyền của họ và di chuyển ra khỏi bờ sông. Những chiếc thuyền đã được ra khơi nên ở ngoài khơi ở vùng nước sâu cho đến khi có thông báo thêm. Chín giờ 40 phút, 9 người bị thương trên cao tốc của Đài Loan, Trung Quốc do động đất gây lở đất và đá rơi. Theo các đài truyền hình địa phương, trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra ở Đài Loan, Trung Quốc hôm thứ Tư đã làm hư hại nghiêm trọng một đường cao tốc lớn dọc theo bờ biển phía đông của vùng lãnh thổ này. Đoạn phim được phát sóng trên kênh truyền hình TVBS của CNN cho thấy những tảng đá lớn đã rơi xuống đường cao tốc Suhua, khiến một số đường hầm bị phá hủy, trong đó có một đường hầm bị chia đôi. Hãng thông tấn vùng lãnh thổ Đài Loan dẫn lời các nhà chức trách cho biết ít nhất 9 vụ đá và lở đất đã được báo cáo trên đường cao tốc Suhua và toàn bộ tuyến đường này đã bị đóng cửa. Một đường cao tốc khác nối bờ biển phía Tây với phía đông Đài Loan, Trung Quốc cũng bị hư hại do đá rơi, khiến ít nhất 12 ô tô bị đè bẹp và 9 người bị thương. Uốn lượn dọc theo những vách đá dựng đứng trên Thái Bình Dương, đường cao tốc Suhua được biết đến là một trong những tuyến đường lái xe nguy hiểm nhất nhưng cũng đẹp nhất ở Đài Loan, Trung Quốc. Nó kết nối phía đông bắc Đài Loan với thành phố phía đông Hoa Liên, gần tâm chấn của trận động đất. 9 giờ 42 phút, không có thương vong hay thiệt hại nào được báo cáo ở Nhật Bản sau cảnh báo sóng thần. Theo tránh văn phòng nội các của Nhật Bản, ông Yoshimasa Hayashi, không có thương vong hay thiệt hại nào được báo cáo ở Nhật Bản sau trận động đất mạnh 7,4 độ Richter ở Đài Loan, Trung Quốc. Trận động đất này đã gây ra cảnh báo sóng thần ở Nhật Bản, nhưng các báo cáo ban đầu cho thấy đợt sóng thần đầu tiên có quy mô nhỏ
dưới 30cm trên đảo Okinawa phía nam Nhật Bản. Nhưng theo phát biểu của ông Hayashi tại một cuộc họp báo cho biết, đợt thứ 2 và thứ 3 do trận động đất tạo ra dự kiến sẽ lớn hơn. Ông cho biết cảnh báo sóng thần đối với Nhật Bản đã được hạ xuống mức khuyến cáo, tuy nhiên vẫn khuyên người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng hay ở trên vùng đất địa thế cao. Giờ 55 phút, 26 tòa nhà bị sập trong trận động đất Đài Loan, Trung Quốc. Trận động đất mạnh xảy ra trên hòn đảo này vào sáng thứ Tư, khiến ít nhất 26 tòa nhà sụp đổ. Theo Trung tâm Chỉ huy Khẩn cấp của vùng lãnh thổ Đài Loan, nhiều người dân còn bị mắc kẹt. Các tòa nhà bị sập bao gồm 15 tòa nhà ở huyện Hoa Liên gần tâm chấn. Động đất cũng ảnh hưởng đến nguồn cung cấp điện, khiến hơn 91.000 hộ gia đình không có điện. Đồng thời cho biết thêm, công ty Thai Power của chính quyền hòn đảo hiện đang nỗ lực khắc phục sự cố. Một dịch vụ tàu hỏa ở miền đông Đài Loan đã tạm dừng hoạt động, nhưng ước tính sẽ hoạt động trở lại vào cuối ngày. Trận động đất lớn nhất xảy ra ở Đài Loan, Trung Quốc kể từ năm 1999. Hãng thông tấn Đài Loan, Trung Quốc mô tả trận động đất này là trận động đất lớn nhất xảy ra trên đảo kể từ năm 1999. Khi một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter đã làm khoảng 2.400 người thiệt mạng và phá hủy hoặc làm hư hại 50.000 tòa nhà. Cơ quan quản lý thời tiết Đài Loan cho biết trận động đất có cường độ mạnh thứ 2 trong cấp độ 6 ở quận Hoa Liên, trên thang cường độ từ 1 đến 7. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, trong trận động đất cấp 6, hầu hết các bức tường bê tông không có bê tông cốt thép đều sụp đổ và mọi người chỉ có thể biết bò ra. 10 giờ 5 phút, Bắc Kinh đề nghị hỗ trợ cứu trợ sau trận động đất ở Đài Loan, Trung Quốc. Theo người phát ngôn văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc Chu Phương Liên, Bắc Kinh đã đề nghị hỗ trợ cứu trợ sau trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra ở vùng lãnh thổ Đài Loan vào sáng thứ Tư. Bà Chu Phương Liên nói, các bên liên quan ở đại lục hết sức quan ngại và bày tỏ lời chia buồn chân thành tới đồng bào Đài Loan bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Bà nói thêm rằng họ sẽ theo dõi kỹ tình hình và hậu quả của thảm họa, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ cứu trợ thiên tai. Đã xảy ra rung lắc rất mạnh, xe ô tô trước cửa nhà chúng tôi bị đổ hết. Sau đó, tôi lập tức tắt ga, tắt điện, mở cửa chạy ra ngoài. Rung lắc rất mạnh, nhà tôi gần như sắp đổ. Khi nhận ra là động đất, tôi nhanh chóng mặc quần áo, đi giày rồi kéo theo đứa trẻ chạy xuống cầu thang. Tôi không mang theo bất cứ thứ gì khác. 10 giờ 27 phút, Nhật Bản, Philippines, Đài Loan, Trung Quốc dỡ bỏ cảnh báo sóng thần. Cơ quan thời tiết Nhật Bản cho biết, một số đợt sóng thần nhỏ đã tràn tới các khu vực phía nam tỉnh Okinawa trước khi cơ quan này hạ mức cảnh báo sóng thần. Cơ quan địa chấn Philippines cũng dỡ bỏ cảnh báo đối với người dân ở các khu vực ven biển phía Bắc. Vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo sóng thần, nhưng không báo cáo thiệt hại. Và Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương ở Hawaii cho biết, nguy cơ xảy ra sóng thần gây thiệt hại hiện đã qua. Giờ 36 phút, sóng thần đã được quan sát thấy trên bờ biển Đài Loan, Trung Quốc và các hòn đảo xa xôi phía tây nam Nhật Bản sau trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra ở Đài Loan vào sáng thứ Tư. Tuy nhiên, chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại lớn do những đợt sóng này gây ra. Tại Đài Loan, Trung Quốc, độ cao sóng thần cao gần nửa mét, tương đương 1,5 feet ở Chenggong, cách tâm chấn trận động đất khoảng 100 km, 62 dặm về phía nam. Tại Nhật Bản, một con sóng cao 0,3 mét đã ập vào đến đảo Okinawa. Người phát ngôn của sân bay Naha Hideaki Tiroro đã nói với CNN, nhưng không có con sóng nào ập đến sân bay và sân bay này đã sớm được mở cửa trở lại. Tại Philippines, Viện Núi Lửa và Địa chấn học của Philippines cho biết không có sự biến động đáng kể nào về mực nước biển được ghi nhận kể từ trận động đất. Do vậy, mọi ảnh hưởng do cảnh báo sóng thần phần lớn đã qua đi. Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết, đối với Mỹ, bao gồm cả Hawaii, nguy cơ sóng thần phần lớn đã qua. Cơ quan này nói thêm rằng, những biến động nhỏ của mực nước biển trên dưới mức thủy triều bình thường lên tới 30cm có thể tiếp tục trong vài giờ tới. Trung tâm Cảnh báo sóng thần Mỹ cũng khuyến cáo các cơ quan chính phủ theo dõi các điều kiện ở bờ biển để xác định xem liệu có an toàn để tiếp tục các hoạt động bình thường hay không. Trung tâm cho biết thêm, sóng thần cao dưới 0,3 mét có thể được quan sát ở bờ biển Guam. Trung tâm cho biết thêm, sóng thần cao dưới 0,3 mét có thể quan sát được ở bờ biển Guam, Indonesia, Bắc Marianas, Palau, Philippines, Hàn Quốc, Việt Nam và Guam.
11:03, công ty bán dẫn Đài Loan Trung Quốc tạm thời sơ tán các nhà máy sản xuất sau trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra trên đảo vào sáng thứ Tư. Công ty cho biết hệ thống an toàn của TSMC đang hoạt động bình thường và cho biết thêm để đảm bảo an toàn cho nhân viên, một số nhà máy đã được sơ tán theo quy trình của công ty. TSMC cho biết tất cả nhân viên đều an toàn và những người được sơ tán đang bắt đầu quay trở lại nơi làm việc của họ. Theo các cuộc kiểm tra ban đầu, các công trường xây dựng của công ty vẫn bình thường, nhưng họ đã quyết định tạm dừng công việc tại các công trường trong ngày hôm nay và công việc sẽ tiếp tục sau các cuộc kiểm tra tiếp theo, theo một tuyên bố từ TSMC. Gracias.